Thôi không khóc đâu, không khóc đâu. Bướm mía. Nhìn cho đứa con nó hiền quá. Thôi không sao cả, chị ơi. Không có gì cô ạ. Không sao cả, tí vài hôm là nó khỏi mà chị. Nghe hoàn cảnh khó khăn, nó cần mình thật cho con. Để ốc hiền quá. Thôi nguyện cố gắng nhá, thấy mẹ thế thôi cố gắng mẹ. Ít nhất là phải cứ thi 12 xong đi ra nhá. Đấy. Thôi chị cố gắng. Không sao đâu, thôi đừng khóc nữa, trời ơi. Đi xuống thì mưa rồi. Sao đấy, xe làm sao đấy? Không biết siêu thể đã đi làm sao đấy ạ. Sao nào? Không đi được à? Không ạ, bây giờ đi chậm thôi. Đi chậm hay là không đi được thì đi thử đi. Ôi, có khi mà bó máy rồi kiểu này. Đi từ từ thôi. Đường trơn đấy nhá. Không đi được tí nữa để hội chú đi cho. Chưa hay giống như kiểu chưa hay đi xe này. Đi cẩn thận thế nào. Ôi. Ủa, đi đường sợ thế. Có đi được không đây? Ôi mưa rồi, mưa to thế. Dắt xe mình xuống đi Quỳnh ơi. Không thì mưa đấy. Xin chào các ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn. Hiện tại Ngân và còn hôm nay thì có một nhân vật mới mà cũng khá là thú vị. Đây là bạn Quỳnh. Một chút nữa thì bạn Quỳnh sẽ tự giới thiệu về mình một chút. Còn Nguyễn thì cũng vừa mới đi học về. Hiện tại thì Ngân đang có mặt trên nhà của cháu Nguyễn, cô chú, anh chị cùng các bạn ạ. Vừa về đến đây thì thời tiết ngày hôm nay là chuyển qua là mưa, cho nên là anh em chú cháu mình cũng đang cố gắng là tranh thủ đi về trên nhà thôi. Đi về trên nhà để xong mình trò chuyện nhỉ. Đấy. Cái này là Nguyễn mua sang để làm gì? Mua cho gì ạ? Cho gì ạ? À thế à. Thế ở trên nhà thì có ai với mẹ của cháu Nguyễn không hả chị? Chị ở con. Có chị đấy à? Vâng. Chị ở từ sáng ạ. Hai hôm nay ạ. À thế ạ. Thế rồi thôi chị em chăm sóc nhau đấy. Hôm nay bây giờ là nó mát mát không đỡ trên nhà ấy nhỉ. Đây thì Quỳnh ơi, đi mình đi lên trên nhà một tí đi. Không thì mưa đấy. Để cái túi vào đâu khỏi nó mưa đây này. Mấy hôm thời tiết rất là nắng nóng của chú ạ, nhưng mà hôm nay thì bắt đầu lại mưa. Mấy hôm cũng may cho mẹ của cháu Nguyễn là thời tiết là nắng nóng mà ở trên cái nhà này thì hôm nay là mát như này là cũng đỡ. Lên trên nhà một tí nhỉ. Đóng cửa. Lên đi Quỳnh, lên đi Quỳnh. Có quen đi cái thang này không? Có lượn à. Con chào cô ạ. Dạ. Không phải dậy đâu, đâu không cô. Phải dậy đâu chị. Hôm nay con đến thăm cô với lại chị. Có quà gì mà nhiều thế? Có quà gì mà chị cô à? Sang... Ừ, chị nguyện sang nói chuyện với bạn Quỳnh đi. Thôi không phải đến đấy ạ. Không phải là chiếu không? Ngồi này được Nguyễn ơi. Hôm nay sức khỏe thế nào rồi chị? Đỡ hơn không? Đỡ đau hơn không? Chị cứ nằm đi, chị nguyện cho mẹ nằm xuống được không? Phải không phải được. Dậy làm gì? Không phải dậy đâu. Chị nằm xuống đi, nằm xuống cho đỡ đau. Hôm nay có cái bóng điện sáng hơn mọi hôm rồi. Nguyện bối rối thế, ngồi xuống đây thế nào? Ướt mưa rồi đúng không? Thấy áo hơi ướt rồi. Mưa mà. Thế ra theo kế hoạch thì ngày hôm nay Ngân chưa có quay lại nhà cháu Nguyễn, nhưng mà có một bạn cũng khá là bất ngờ bởi vì là chú cháu chưa gặp nhau bao giờ, nhưng thông qua video thì về hoàn cảnh của nhà cháu Nguyễn thì cháu Quỳnh thì học cũng gần đây thì nhân dịp cuối tuần là cũng muốn cùng đồng hành, cho nên là tí nữa là Quỳnh giới thiệu mình tí nhá. Dạ. Lại nhà chị hay nào? Lại. À. Bắt đầu may quá. À, sốt đấy, thế là sốt đấy chị ạ. Vâng. Chị biết sao là cái này là mổ như thế là mình sức mình yếu là nó sẽ hay bị sốt, mà sốt là nó lúc mà giao ngày như thế này là hay càng hay sốt này, về chiều là hay sốt.
cho mẹ nằm xuống đi, cho mẹ nằm xuống đi, nằm xuống sốt thì nằm xuống chưa, nằm xuống xong rồi đắp chăn lên đi, nếu mà không lạnh quá thì đừng mà đắp gì nhé, cho mẹ nằm xuống. Quỳnh thấy không, thấy cô đau như này không mà. Đưa như nào? Đau, đâu rồi? Cháu thì ngủ vú đi cha. Em không biết làm thế nào để chị nhé. Cho mẹ nằm ở giữa, chị hơi nhấc nhấc người mà không là nó trôi xuống bên ngoài, vậy bên ngoài đau. Đấy, chị cứ nằm yên nghỉ ngơi đi thôi, không phải dậy đâu. Rồi, hai chị em ngồi đến gần gần nhau thế nào? Nguyện có biết biết Quỳnh là hôm nào chưa? Chưa ạ. Thế Quỳnh có bao giờ gặp chị Nguyện chưa? Em chưa ạ. Tại vì hôm nay mới là biết qua video thì hôm nay bọn em được cuối tuần thì em lên thăm chị. Dạ. Thì em giới thiệu là em tên là Quỳnh, học ở dưới nội trú. Em sinh năm 2006 ạ. Hôm nay em mới lớp 11. Sau nguyện một lớp đúng không? Nghĩa là chị em là đúng rồi. Sau nhau một tuổi. Nhưng mà thấy nguyện bối rối thế, thấy Quỳnh bình thường. Chắc là em lớn hơn to. Tức là bình thường chú Ngân đến ấy. Dạ. Thì kiểu như đến nhiều lần rồi cũng quen rồi, cho nên là nguyện cũng không bối rối nữa, mà hôm nay là có em Quỳnh đến cảm giác hơi thèm thùng đấy, nó lạ đúng không? Sao em Quỳnh nhỉ? Đâu lại cháu tưởng em Quỳnh lớn hơn cháu rồi. Dạ, tưởng thế á. Chú Ngân với Quỳnh thì chưa gặp nhau bao giờ, kệ con sao đâu. Chưa gặp nhau bao giờ. Chỉ thông qua trên mạng xã hội thì biết được hoàn cảnh của mẹ cháu là đang ốm đau như thế, rồi cũng biết về cái hoàn cảnh chung của gia đình như thế, thì Quỳnh bảo là Chú Ngân ơi, cho cháu đến thăm chị Nguyện mấy cô với. Thế mà ô thế thì ở gần đây thì hẹn nhau ở ngoài ngõ kia là cùng vào thôi. Thế nên là cũng phải nói là Quỳnh tuy còn rất là ít tuổi, học lớp 11, nhưng mà cũng có một cái tấm lòng cũng rất là nhân ái đấy. Bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu cùng trang lứa thì cũng không có ai liên lạc với chú Ngân để đến thăm chị Nguyện như thế đâu. Có lẽ có nhiều người cũng có suy nghĩ muốn đến nhưng mà cũng chưa dám hay sao. Quỳnh là người đầu tiên nhỉ, đúng không? Vâng ạ. Cho nên là chắc chị em mình là một cái duyên. Hôm nay gặp nhau. Sau này này là có duyên để gặp nhau. Quỳnh thì cảm nhận của cháu khi mà đến thăm nhà chị Nguyện với thăm cô như thế nào? Dạ, cháu cảm thấy là chị Nguyện khá còn khó khăn. Và cô thì thấy đau như này, cháu cũng thấy khó khăn, với lại nhà của chị thì còn chưa được đấy lắm. Thì chị em cũng không biết, không có gì nhiều, em cũng là học sinh. Thì hôm nay em đến thăm chị thì xuất phát là tình cảm của em thấy trên video của anh Ngân, chú Ngân. Thì hôm nay thì em có một ít sách với lại bút thì cho chị để phục vụ học tập cho chị. Thì mong chị rằng là lớp 12 rồi thì chị cố gắng để sau này có một công việc tốt và đỗ tốt nghiệp, rồi sau này biết đâu mình có một nghề, một ngành nào để phát triển bản thân hơn và giúp đỡ được mẹ hơn ạ. Chị nhận với em. Cô cảm ơn em rất nhiều ạ. Dạ. Thì ngoài ra thì em chị với cô ạ. Ngoài ra thì em có một cái áo. Thì cũng không biết chị mặc vừa không, nhưng mà thôi chị cứ nhận cho em. Vâng ạ. Cái nào để cho chúng em. Dạ. Cái áo này chúng em không sao. Cái gì bí mật bên trong không? Chị. Dạ em mặc áo. Còn trong này nè, thì chúng em cái sách vở này là có thể lấy ra được đúng không? Vâng ạ. Hai tập sách vở. Sách này là của cháu mua. Bọn ấy, cháu là học ở nội trú nên là bọn cháu được phát sách theo định kỳ. Nên là có một bọn cháu thì viết thì vẫn còn hay dư ra. Thì bằng cái như này thì bọn cháu nên là
sẻ chia cho chị một tí. Nguyễn có bao giờ thiếu cái này không? Có cháu có phải mua cái này không? Dạ có ạ, nhưng mà trường cũng có phát ạ, nhưng mà lớp 12 thiếu ạ. Thiếu ạ? Thế bây giờ mà... nếu như cái này thì về là rất là cần thiết đúng không? Vâng ạ. Nhất là giai đoạn cuối, ôn thi tốt nghiệp. Quỳnh cũng biết đấy chứ nhỉ? Thôi thế là rất là tình cảm. Mặc dù học sinh thì chưa có điều kiện kinh tế, chưa có tiền, nhưng mà dành cái này của nhà trường, cái phần sách vở này, rồi bút này của nhà trường phát cho để tiết kiệm, để chia sẻ, san sẻ yêu thương như thế rất là quý hóa rồi. Đó, mấy cái bút này, 5 cái bút này. Thôi. Đấy, rất là tình cảm. Chị Vân cũng khá là bất ngờ bởi vì là một bạn rất là trẻ, ít tuổi, nhưng mà có cái hành động này là hy vọng rằng thông qua cái video này sẽ có nhiều bạn trẻ nữa cũng có những cái tấm lòng mà biết hướng về những hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vươn lên trong cuộc sống. Biết đâu sau này thành chị em nhé, đúng không? Tính có đấy, duyên rồi đấy, thông tin của nhau, thành chị em thi thoảng là đến thăm nhau, động viên nhau học. Nguyện thì học trước thì có cái gì thì chia sẻ lại kinh nghiệm với cho em Quỳnh với, đúng không? Thành chị em đấy, đó. Thế là quý hóa rồi. Rất may là hôm nay là thời tiết mát mẻ, chứ không mà chú cháu mình ở trên này là như cái hôm mà mẹ về đi viện về nhờ. Hôm đấy là nắng nóng khủng khiếp luôn. Đỡ rồi. Thế mấy hôm nay mẹ có ăn được cơm không? Dạ, mẹ ăn được mới uống một ít rồi ạ. Có lấy cho mẹ uống sữa không? Có ạ. Còn sữa không? Dạ, còn ạ. Chưa mở đến 2 thùng này thôi. Thế vẫn còn trước là thùng sữa, ta còn xem nhiều sữa có người ta cho nữa đúng không? Dạ ạ. Chắc là ông bà, cô bác hàng xóm này đến chơi những người 1-2 lốc nữa. Để cố gắng cho mẹ để mẹ bồi bổ lại sức khỏe. Dạ ạ. Kiểu này là không biết khi nào mới hồi sức được đấy. Bình thường ra mổ thì cũng không đến nỗi đau như thế này đâu. Hôm nay là thấy đau quá. Thế là cô mổ được lâu rồi? Được hôm nay 13, 10 hôm rồi. 10 hôm rồi. Theo hôm nào? Đây là sỏi mật ạ. Hay sỏi thận? Sỏi thận đấy, có cái viên sỏi luôn. Hôm trước chú thấy nhưng mà nó nhỏ thôi. Nó cũng tán ra rồi. Thế là chúng con lấy thuốc lá cây thì uống nó tán là nhỏ rồi. Nhưng mà vẫn thành nhỏ. Mổ thì ra được một cái viên bằng cái đầu đuôi nhỉ. Nhỏ nhỏ ấy. Một tí nữa là ra được đấy. Nhưng mà vẫn rồi. Đây, hai chị em hỏi thăm nhau đi. Lần đầu tiên gặp nhau. Lần đầu tiên. Đây may, cũng may có chị. Chị là cô hay là gì nhỉ? Là gì đúng không? Là gì? Bây giờ là qua túc trực ở đây à? Luôn à? Ra để chăm sóc mẹ giúp cháu ạ. Đấy, không có đi học. Cháu đi học. Đi học thì không biết làm cái nào ấy. May là cũng có gì đấy nhỉ? Thôi hỗ trợ giúp đỡ nhau lúc khó khăn như này biết làm nào được. Nhà thì hoàn cảnh nheo người. Nhà chú về hỏi thật nhá. Nhà của cháu là nhà gì? Nhà cháu thì cũng bình thường thôi ạ. Nhà cũng nhà cấp 4 thôi. Nói chung là bố mẹ cháu thì kiểu cũng mới đi có là kiểu có anh cháu trước là đi học nên là cũng vất vả nhiều. Nên là bây giờ thì cũng chưa sửa được lại nhà. Nhưng mà cháu thì vẫn cảm thấy may mắn hơn. Tại vì cháu còn có bố có mẹ. Đúng rồi. Chính xác luôn. Dạ. Bây giờ còn có bố có mẹ rồi. Vâng. Anh thì một ngày ra trường thì cố gắng để đấy hơn. Có cả anh nữa. Dạ. Bây giờ cũng có gia đình, cũng có bố mẹ, có anh em. Dạ. Như thế rồi nhà thì gọi là cấp 4 thôi nhưng mà cũng kiên cố rồi. Dạ. Đúng không? Vâng. Thì như thế là cũng so với như chị Nguyện thì là may mắn hơn nhiều rồi. Vâng ạ. Đấy. Cho nên là thế thì cháu thấy đấy, ví dụ đến nhiều lúc cứ nghĩ là mình khổ. Dạ. Không đấy. Muốn học hay là so nhìn lên trên thì thấy mình còn khổ quá, mình không bằng được bạn bè. Dạ. Nhưng mà đi đến những hoàn cảnh đặc biệt là hôm nay thực tế là đến nhà của chị Nguyện là cháu biết rồi đấy. Dạ. Đấy, chị còn khó khăn như thế là neo người.
đó thì mới thấy là mình còn may mắn hơn, may mắn hơn rất là nhiều. Chính vì thế thì bây giờ là càng phải cố gắng hơn, đấy, càng phải cố gắng cho bản thân mình và cũng là để chia sẻ hơn với lại các hoàn cảnh khó khăn chung. Nếu có cơ hội thì nên, cũng đâu cần phải là như các cháu thì cũng không cần phải là có cái gì nó to tát cả, quà gì cả, chủ yếu là đến với nhau. Kể cả là ngày hôm nay cháu không cần phải có những cái sách vở này tặng chị Nguyện, cũng nên nếu mà thương nhau, quý nhau và muốn đến động viên nhau bằng tinh thần, bằng lời nói thôi cũng là chân quý rồi, đúng không? Đây còn cái gì là mình tiết kiệm như thế, là mình san sẻ bằng tấm lòng như thế, nó càng đáng trân trọng hơn. Đó, hy vọng là hôm nay thì hai chị em gặp nhau thì sau này thì sẽ có một cái tình cảm để chia sẻ lẫn nhau, động viên nhau trong cuộc sống. Đấy, chắc chắn là thêm một người bạn thì mình sẽ thêm ý nghĩa hơn trong cuộc sống mà. Cảm ơn cháu đó đi. Đấy, cô cảm ơn. À, bà cảm ơn. Cảm ơn cháu đó đi, cháu đi học nó học giỏi đó, nó học nó ăn hơn cô ra cho cháu ơi. Dạ. Hôm nay thì con đến thì biết cô hoàn cảnh của cô như này thì con cũng đồng cảm với chị Nguyện. Và thì cô cố gắng ăn nhiều cơm vào để có sức khỏe, để làm trụ cột cho chị Nguyện cố gắng chị học. Nó đúng viện rồi, chị Nguyện đó là nó học đó là thiết cái mưa hài nói chung là chị Nguyện là rất mẹ chị Nguyện đi ủng nên nên có một năm này nên chị Nguyện cháu rồi con có khi nó ngó ra thôi mẹ chị Nguyện đi viết đi nên khóc nên nhắm nó mẹ chị Nguyên nó ngắm á ta cố cục viên tật mẹ quả nó mấy khiển hết mơ hàng ra chỗ ấy cho đi mẹ chị Nguyên nó cứ mà chúc đuông mình ạ thằng ấy chứ mẹ viên tật thì phải đi mổ rồi nhé quản nó nhau học khi nhận vẫn các bạn đấy cái con ấy chứ lại đúng quản nó cứ Không khóc chị. Cháu nó đến động viên mình cháu... thì vui lên chị nhá. Không phải khóc đâu. Đó. Còn đấy cái khi hóa con các cháu Nguyên đi học bình thường mà Nguyên bây giờ vẫn đi học bình thường đấy. Đấy, Nguyên cố gắng lên Nguyên nhá. Đấy, đi học bình thường mẹ lo cứ lo là không thi được, không học được mà không sao cả, mổ cái này mổ bình thường mà có gì đâu. Đấy, nó qua cái cơn đau vài hôm nữa là đỡ là chị có thể đi lại được bình thường mà. Vâng. Mẹ bình tật là cố cho con ấy học hiền đó. Thôi ạ. Học 3 năm rưỡi đó các chú các cháu. Không sao đâu, không chị sao. Bây giờ có gì ra đây rồi. Ở với chị xong rồi Nguyện là cứ đi học bình thường thế thôi Nguyện nhé. Có gì đâu thôi, chứ hai mẹ con không khóc với nhau. Thôi không khóc được, không khóc được. Bố mẹ. Nhìn ta đây con nó hiền quá. Thôi không sao cả, chị không có gì cô ạ. Lớp 12 này nó thôi giảm rồi. Thôi chị khó khăn. Chị không sao cả, tí vài hôm là nó khỏi mà chị. Vâng ạ. Nghe hoàn cảnh khó khăn nó cần mình thật cho con. Để ốc hiền mà nó bà. Thôi Nguyện cố gắng nhá, thấy mẹ thế thôi cố gắng mẹ. Ít nhất là phải cứ thi 12 xong đi ra nhá. Đấy. Thôi chị cố gắng. Không sao đâu, thôi được, không khóc nữa, trời ơi. Đã bắt đầu đủ rồi hết. Thôi được rồi, Nguyện đi chưa? Không. Thôi. Cháu nó cũng thấy là cố gắng mà tí học bây giờ thì không phải lo gì, bây giờ có ông bà chú bác cũng hỗ trợ như thế này rồi thì không phải lo gì, tiền bạc thì mình không phải lo cái gì đâu. Vâng. Đấy, không phải lo tiền bạc gì nữa, bây giờ chủ yếu là bây giờ là chị dưỡng cho nó khỏi bệnh đi đã. Đấy, cho nó lành lặn lại đã, xong rồi bắt đầu mới làm việc cái gì tính sau. Dạ mấy con vô với nghỉ với mẹ. Con nó thì nó cũng khó các chú ơi, các cháu ơi. Không sao đâu, tôi rồi. Thôi, không khóc nữa chị nhá. Quá. Tâm lý chị cũng yếu. Tâm lý yếu. Thôi được rồi. Ôi, không ngồi dậy. Không phải ngồi đâu cô ạ, đau. Đau thì không phải ngồi đấy chị. Sốt thế thì không. Chị cứ nằm đi. Không phải dậy làm gì.
Được. Hay là mình xuống dưới kia cho tất nhiên là chị nghỉ đi, hồi chị cho em xuống dưới sân trò chuyện xong rồi cho cháu Quỳnh cháu biết nhà với cửa mình khu này một tí thôi, chị cứ nằm nghỉ đi nhé. Cô cứ nằm nghỉ ạ. Đấy cho cô nằm nghỉ đi thôi, cô phải khỏi dậy. Bây giờ là cất cái quà của mặt của em Quỳnh đi nhá. Cô cố gắng ăn nhiều cơm vào, mấy hôm nữa là khỏe. Cơ cháu đây, các chú nó kính cháu ấy, nó đúng phiền Duy Nguyên đi cháu Nguyên đó nó hỏi hết rồi. Thôi hiếp thì có thứ hai nữa, chúng ta cơ cháu nó hay chú Nguyên. Dạ, cứ chào con thì cuối tuần cứ bọn con lên thăm chị với lại cô. Đi, cho cô nghỉ đi, chị nghỉ đi nhá, không phải lo đâu. Quá, cho hai chị hay chú Nguyên này, dám nói chuyện nhiều đó. Để chú cháu mình xuống cái kia. Là cháu thấy không, nhà của chị là thế này đấy. Dạ. Cháu thấy trên video thì cũng thấy là căn nhà của chị còn khó khăn. Nhưng mà hôm nay chính cháu đến đây mới thấy là còn khó khăn quá. Cháu thấy và cháu mong là chú với lại có nhiều cái là một cái cầu nối để mọi người có thể giúp được chị đấy hơn. Đấy, cháu thấy này. Những cái này nó trục như thế này. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhà của cô là cũng cố gắng lắm rồi. Nhưng chỉ nuôi được nguyện là gọi là ăn học đến lớp 12 như này là cũng là một cái sự hy sinh. Đó, cô bệnh tật bao nhiêu năm nay nhưng mà có đi khám đâu. Cô chú đến thì với nhiều khi thúc giục thì mới dám đi khám để mới lo tốn tiền mà không nhà không có tiền cũng dành dụm để cho chị đi học đấy. Là cái sự hy sinh của người mẹ dành cho con cái nên là khổ lắm. Mẹ mà mẹ đơn thân mà nuôi con thì là một cái sự vất vả khủng khiếp luôn. Đấy, cháu thấy ở dưới xã hội có những gia đình có đủ mẹ có đủ cha nhưng mà còn khó khăn như thế cơ mà. Vâng, dạ. Đó, thế đấy. Khả năng là chú cháu mình cũng tạm biệt thôi. Vâng. Tại vì là mưa này cho cháu còn về sớm. Dạ. Nhưng bình thường như ngày khác thì mình có thể ở được, đúng không? Vâng ạ. Nay thời tiết lại không ủng hộ. Không ủng hộ lắm nhưng mà như thế này thì cũng đỡ cho cô là mẹ của chị Nguyện. Bởi vì nếu mà nắng như mấy hôm trước ấy, thì ở trên nhà này nắng nóng lắm, không chịu được đâu. Đi viện về mà nằm trên kia thì nắng nóng. Mà mưa thì chúng con chỉ mong là mưa thì sẽ mưa thôi, mưa không thôi. Nhưng mà có gió thì rất là sợ. Lại ở gần cây. Gần cây cối như này nhưng mà sợ nhất là sập nhà. Dạ. Sập nhà thì bình thường ra chị Nguyện với mẹ mà có mưa mà gió bão là toàn hai mẹ con này rất dìu nhau xuống dưới này. Tức là không dám ở trên nhà rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ nếu mà chẳng may mà mưa mà gió bão nó thì cháu thấy đấy, cô đang như thế thì làm sao mà có thể mà dậy mà đi được. Dạ. Để chấp nhận ở trên nhà. Dạ. Đấy, rất là khổ. Đấy. Cho nên là hy vọng là trước khi mà cô mà khỏi hẳn bệnh thì sẽ không có một cái trận mưa bão nào. Vâng ạ, mong chúng mình chỉ mong như thế thôi. Có mưa thì mưa không thôi thì dột thì mình còn che cái này cái kia được. Dạ. Thôi hôm nay em cũng đến thăm chị cũng kiểu được một lúc thôi, tại vì thời gian cũng không cho phép. Nhưng mà em thì ở nhà xa, ở dưới tận dưới Yên Nghiệp ấy, nên là đường đi với lại mưa gió thì em cũng chị cũng thông cảm cho em. Thì phải chi là em muốn ở với chị hoặc là ở với nhà mình phải một buổi nào nói chuyện cho nó đấy, tại nấu vì cơm ăn chung với nhau cho tình cảm nhé. Vâng. Cho nó xích lại gần nhau, gần gũi động viên cả cô cả chị, đúng không? Hẹn một buổi khác thì cuối tuần sau ví dụ như thế được nghỉ học, Nguyện được nghỉ học đi, chị em có thể là liên lạc với Trung Ân. Sau này chú cháu mình lại ghé thăm, sau này chú cháu mình mua cái gì vào để nấu ăn động viên hai mẹ con. Đấy, còn hôm nay thì có lẽ là như thế thôi. Tại vì là cũng sầm tối rồi đấy. Cháu đi về xe một mình cũng nguy hiểm, đường mưa như này nó mưa phùn phùn rồi. Đây. Thôi thì chị cũng cố gắng, lớp 12 rồi thì năm cuối rồi thì chị cố gắng làm học để lấy bằng tốt nghiệp, sau này nếu mà mình có một cái nghề nào tốt thì càng tốt,
để cho mẹ mình đấy hơn. Với lại mình phải cố gắng để cho điểm tựa cho mẹ. Mẹ hay xúc động như thế rồi. Chị cảm ơn em đã dành chút thời gian về thăm mẹ, mẹ chị cũng như là chị cảm ơn em rất nhiều. Đấy, không có gì. Hôm nào chị em mình gần nhau. Hôm nào em thì được nghỉ thì có dịp thì em lại lên thăm chị. Không như kiểu có duyên với nhau rồi, cùng theo khối C. Với lại không biết có duyên như nào, nhưng mà em xem được video qua video của chú Ngân thì em thấy chị như thế thì em thấy nó dễ gần. Nên là cuối tuần này em phải quyết định đi cho bằng được. Mà hôm nay rõ ràng là có báo mưa rồi nhưng mà em vẫn phải đi. Đã lên lịch rồi đúng không? Lên lịch rồi thì vẫn phải đi. Thôi, chú cũng rất là cảm ơn Quỳnh. Bởi vì một bạn rất là trẻ, học lớp 11 thôi, nhưng cũng đã có một cái tâm hồn hướng thiện, đi cùng với chú Ngân để động viên cô với động viên chị Nguyện. Hy vọng đây sẽ là một cái món quà tinh thần để giúp Nguyện có thêm nhiều động lực hơn cùng với mẹ vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Chú Ngân cũng hy vọng là hai đứa thì sẽ giữ lại mối tình cảm để sau này san sẻ động viên nhau trong cuộc sống. Chúc cho Quỳnh là luôn luôn học giỏi nhé, mạnh khỏe nhé, và sẽ thực hiện được cái ước mơ của mình. Và chú Ngân hy vọng rằng sau này dù là làm công việc gì, dù là ở bất cứ nơi đâu, cháu cũng sẽ phát huy được cái tình cảm của mình để luôn luôn hướng về những người mà yếu thế hơn mình. Có cái gì thì mình chia sẻ cái đấy, mà không có thì mình chia sẻ bằng tình cảm để cuộc sống sẽ trở nên là tốt đẹp hơn. Bây giờ thì chú cháu mình cũng phải chào tạm biệt nhau thôi nhỉ. Dạ vâng ạ. Đấy. Vâng ạ, kính thưa các ông bà, các cô chú, các anh chị, tranh thủ buổi chiều ngày nay, Ngân đưa cháu Quỳnh về thăm cháu Nguyện để động viên lẫn nhau, để có thêm những cái nguồn yêu thương trong cuộc sống. Video này thì Ngân cũng sẽ khép lại tại đây thôi, bởi vì là cũng rất là muộn rồi cô chú ạ, mà thời tiết thì chuẩn bị là sắp mưa to. Hy vọng rằng sẽ không có cơn mưa bão nào ập đến trong cái giai đoạn này, để càng làm cái khó khăn hơn cho mẹ con của cháu Nguyện. Chú cháu mình chào ông bà đi nhỉ. Kính chúc toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào.